Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta. Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1966. Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta. Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta biểu hiện tập trung trong 5 điểm chủ yếu. Biểu hiện tập trung trong 5 điểm chủ yếu. Chung với nước, hiếu với dân. Chung với nước, hiếu với dân. Vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội. Vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội. Luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu. Luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu. Lao động quên mình. Lao động quên mình. Chấp hành triệt để đường lối chính sách của Đảng và của nhà nước. Chấp hành triệt để đường lối chính sách của Đảng và của nhà nước. Hăng hái thi đua yêu nước. Hăng hái thi đua yêu nước. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ. Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến. Ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chiến đấu. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chiến đấu. Nêu cao ý thức tập thể và làm chủ tập thể. Nêu cao ý thức tập thể và làm chủ tập thể. Ý thức tổ chức và kỷ luật. Ý thức tổ chức và kỷ luật. Đoàn kết đồng chí, đoàn kết nhân dân, đi đường lối quần chúng. Đoàn kết đồng chí, đoàn kết nhân dân, đi đường lối quần chúng. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị. Gương mẫu về mọi mặt. Gương mẫu về mọi mặt.